con người này từ cái việc mà hứa cái tiền lương của hai YouTube tháng đầu tiên để mà trao cho bà hai tới giờ này, thời điểm này là 100% là chưa có đem lại cho bà hai nhận cái số tiền lương của hai YouTube này. Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục em ra video nói về đề tài của anh Uber Canada. Thì đó quý vị đã thấy một thời gian hồi cái anh Uber Canada này lên tiếng nói là sẽ đưa cái phần lương YouTube của hai nhóc nhỏ này để trực tiếp đem lại gửi số tiền là 200 lẻ mấy đô đó cho bà hai nghĩa địa. Nhưng mà thời gian qua từ lãnh lương YouTube tới giờ, quý vị nào có thấy hai nhóc nhỏ này đem số tiền lương YouTube đó trao cho bà hai nghĩa địa chưa quý vị? Hình như là cái thông tin em chưa nghe và cũng chưa nghe được là hai nhóc nhỏ này mang số tiền xuống cho bà hai đâu. Đúng không quý vị? Thì từ cái chỗ mà anh ta nói nhưng mà anh ta làm không được, rồi ai tin anh ta, đúng không quý vị? Lên tiếng mạnh miệng nói là trả lương cho hai nhóc nhỏ đó, còn cái số lương đầu tiên sẽ đem tới bà hai nghĩa địa trao cho bà hai là với số tiền là 200 lẻ mấy đô Canada. Nhưng mà thực tế thời gian qua là nghe em gu không có thấy số tiền đến của bà hai nghĩa địa này, thì việc làm của anh ta như thế nào quý vị, có hiệu quả hay không mà anh ta lên chỉ trích người ta, lên phân tích góc khuất này nọ để mà anh ta nhằm quấy rối cộng đồng Việt Nam đó. Thì quý vị đã thấy tiếp tục anh ta lên để mà phân tích và lôi kéo khán giả của anh bên kênh anh ta để mà nói lên tiếng nói về phía của anh ta, thì em cũng nắm được một thông tin, anh ta đã nắm được khán giả này lên để mà nói những việc y như là chiều hướng của anh ta luôn quý vị. Cái vị khán giả này nói lên như vậy thì em sẽ nói sơ lược lại cho quý vị nghe cái vị khán giả nói đúng hay sai hả quý vị. Ngay người cô khán giả trên kênh của anh Uber Canada nói rằng thay vì giúp hoàn cảnh là giúp cái cần câu thôi. Cô ta nói rất đúng. Đúng không vậy? Đừng nên giúp nhiều quá rồi á, xảy ra cái chuyện như vậy. Và đừng nên hứa vì gì với bé nhỏ cháu của bà hai nghĩa địa là lo cho đi học tới lớp 12 đậu đại học này nọ. Cô ta nói là cái ý cô ta nói là không nên nói như vậy, gây áp lực cho đứa trẻ. Đứa trẻ không có hiểu tới. Rồi á, mình nói lên như vậy, rồi mình lo được như vậy, mà liệu có đứa trẻ học được hay không? Cô ta còn nói, liệu đứa trẻ này có học tới như là cái lời nói của cái chủ kênh đó không? Và đồng thời cô ta nói vậy nữa quý vị. Cô ta nói á, như vậy là trực tiếp hại hoàn cảnh, hại đời đứa trẻ đó rồi, hại tương lai đứa trẻ đó rồi. Cô ta nói vậy đúng không quý vị? Cái thứ hai, cô ta nói như vậy. Cô ta nói á, giúp hoàn cảnh thì giúp như thế nào? Giúp cái cần câu, đúng, cái đó cô ta nói đúng, cúc cần câu để cho mà cái hoàn cảnh nó tự vươn lên mà sống, nói đúng, nói có câu đúng câu sai quý vị. Rồi á, cô ta nói là nói cái đó ha, thì cô ta lật trả lại cái lời nói cô ta, lật đi lật lại cô ta nói á, tại sao mà nói là giúp như vậy để cho hoàn cảnh bị khổ. Nói là nghe nói lên tiếng nói như vậy á, ý là nói lên tiếng nói như vậy á, giúp tới học đại học này nọ như vậy á,
để cho cái nhân vật đứa bé đó ỷ lại và không lo lắng tới tương lai. Cô ta nói vậy đúng không quý vị? Rồi cô ta còn nói thêm cái vấn đề này, thay vì nói lên câu nói đó giúp được cái hoàn cảnh đó được như cái ước nguyện, mà trong thời gian cái hoàn cảnh đó nằm trong diện hộ nghèo, thì giả dụ như đang nằm trong diện hộ nghèo mà giúp được nhà, giúp được đi học, thì chính quyền địa phương ở đó sẽ xóa hộ nghèo và phải đóng phí tiền đi học. Trời ơi quý vị, thấy rõ ràng cái hướng của cô này. Quý vị nghe kỹ ha, hướng của cô này đúng là cá bè một ruột với anh Uber này, đúng không quý vị? Nói có một hai câu nói đúng, rồi còn nhiều nói lặt lại hết, đúng không quý vị? Thì đó, những cái thành phần đó mới liên lạc đúng vào cái thành phần đó quý vị, đúng không? Ở đây người ta làm giúp có tâm, làm có tâm có hiệu quả. Anh Uber nói là còn 50% mà chưa giải ngân. Đã là thầy giáo đồng có lên danh sách, là lên clip nói cái vấn đề đó rồi, nhưng gì anh ta thắc mắc ngay cái chỗ đó, nói là đưa hình ảnh bà Hai lên để kêu gọi thì số tiền đó là của bà Hai, đúng không quý vị? Nhưng cái thời gian thầy giáo đồng thông báo số tiền hay là khẳng định số tiền quý vị, cái hướng anh ta chưa có nghĩ là cái hướng người ta đi là cái hướng chỉ thầy giáo đồng kêu gọi chỉ mong là mua được căn nhà. Bởi vì cho nên mới dẫn cái bé cháu bà Hai đi kiếm đất mua nhà, chứ đâu phải là số tiền đó đi giúp trong cái thời điểm hiện tại, giúp qua cái thời điểm khó khăn đâu. Giúp này là muốn giúp cho bà Hai ra khỏi cái nghĩa địa, có một căn nhà riêng tư, đúng không quý vị? Tại sao anh ta nói qua một phía của anh ta không? Rồi còn thắc mắc qua vấn đề của tiền Mạnh Thường Quân. Anh ta nói đề cập tới một cái vấn đề nghị định 93. Thay vì áp dụng nghị định 93 đi, rồi khi mà nạp vô thẻ ngân hàng rồi tới ngày đầu ngày cuối rồi đóng cái cục, là mà quý Mạnh Thường Quân đâu có rút tiền lại được. Anh ta nói thì anh ta nói, còn cái việc làm ở đây thầy giáo đồng đồng hành cùng Mạnh Thường Quân và thầy giáo đồng làm theo sự góp ý của Mạnh Thường Quân, nhưng từ trước tới nay thầy giáo đồng làm hoàn cảnh nào cũng có hiệu quả hoàn cảnh đó, chứ không phải mà nói như anh ta nói, đúng không quý vị? Còn những cái cô mà lên kênh của anh Uber này nói thì em thấy là nói cùng một chiều với anh Uber này thôi. Thời này nay nói mà chỉ trích rõ ràng quý vị. Nó bây giờ giúp cho cái nhà đi, đang bây giờ cái bà hai bà cháu đang khổ nè, không ai giúp thì vô tư, hồi đó giờ cũng vẫn sống vậy. Nói vậy quý vị, tại sao vô giúp mà đi làm mà trục trặc như vậy? Cái này thuộc gì hại nhân vật? Cái lý do trục trặc là do ai, đúng không quý vị? Mình nên nhìn nhận ngay chỗ đó, nhìn nhận ngay chỗ trục trặc do ai. Tại sao anh Uber này không nhắm ngay cái chỗ mà tại sao trục trặc công việc mà ngưng giúp, mà anh chỉ dạch một phía là tiền của bà Hai mà sao không cho bà Hai thôi, đúng không quý vị? Bây giờ anh ta muốn phân tích thì anh ta phải phân tích rõ ràng, đúng không quý vị? Bây giờ phân tích phải phân tích rồi. Bây giờ tiền là có hẳn là số tiền bà Hai được hưởng thật chưa, hay là tiền đó để mà công bố lên cho bà Hai vui, để mà đủ cái số tiền đi kiếm mua đất,
Cái thứ hai là tại sao anh ta không nghĩ rằng trong cái câu chuyện đó tại sao mà trục trặc? Anh ta nói là anh ta chỉ trích vô ngay Mạnh Thường Quân của thầy Giáo Đồng nữa, chứ không phải là chỉ trích cái gì đó không. Anh ta nói bây giờ thay vì đưa hình ảnh của bà cụ với cháu lên quay như vậy là số tiền của bà cụ với cháu rồi, tại sao rút lại? Ủa, muốn chuyển hoàn cảnh là chuyển hả? Ủa, ở đây người ta đâu phải là muốn chuyển hoàn cảnh là người ta chuyển. Ở đây người ta làm theo ý kiến Mạnh Thường Quân vì lý do nhân vật trục trặc, vì lý do còn câu chuyện nào đó. Thì ý kiến của Mạnh Thường Quân đóng góp tiền mà quý vị, thì người ta lên ý kiến thì người ta ngưng thì ngưng, chứ sao giờ? Bây giờ anh ta hôm nay anh ta tiếp tục lên moi móc cái vụ đó nữa, và anh ta phân tích đủ thứ đủ điều. Thì quý vị có thấy con người này từ cái việc mà hứa cái tiền lương của hai YouTube tháng đầu tiên để mà trao cho bà hai, tới giờ này thời điểm này là 100% là chưa có đem lại cho bà hai nhận cái số tiền lương của hàng chốt thấp này đó. Anh ta nói cái miệng không quý vị, mà anh ta có làm được chứ đâu. Rồi bây giờ anh ta gây thêm rắc rối nữa, mà em nghĩ là cái rắc rối này là tự anh ta gây ra. Chắc có lẽ là anh ta sai khiến hai nhóc nhỏ này đi đến để mà quay trường học nữa, mà quay góc khuất của thầy Giáo Đồng tương lai gì đó, đúng không quý vị? Mà anh ta đâu có hiểu rằng là cái nghiêm trọng đến trường học quay tới cỡ nào. Em nghe thông tin hình như là công an đã vô xác minh trường học rồi, xác minh vụ việc mà hai nhóc nhỏ đã đến quay. Thì thông tin cũng đưa ra được lộ ra là khi sau này hai nhóc nhỏ đó lại quay là điện tới công an khu vực đó là lại làm việc hai nhóc nhỏ này đó tại trường học luôn. Thông tin đó có luôn quý vị. Anh ta thì một anh ta nói cái lý lẽ một cái câu đầu thì anh ta đánh cái lòng thương vào người dân, rồi anh ta lật ngược lại cái ý sau là anh ta công kích, đúng không quý vị? Anh ta chỉ trích, anh ta muốn lật thầy Giáo Đồng. Bây giờ quý vị, em nói đây thì cái quan điểm là cái cá nhân và cái lời nói của em nói lên đây là đúng không quý vị? Mình ở đây làm việc ai đúng ai sai có pháp luật xử lý, mình sai có pháp luật xử lý, còn cái việc làm thực tế đúng mình cho đúng, làm có hiệu quả cho có hiệu quả. Bây giờ so sánh đi quý vị, quý vị so sánh giùm em giữa anh ta và thầy Giáo Đồng là người nào làm có hiệu quả, xíu vậy thôi. Bây giờ nghe cái tương lai, cái hướng đi của hai nhóc nhỏ này là nó đưa ra cái hướng đi là sao không quý vị? Sẽ đi đến nhà của thầy Giáo Đồng nữa đó, tìm hiểu về đời tư của thầy Giáo Đồng, cái chuyện trước kia của thầy Giáo Đồng á, công việc làm của thầy Giáo Đồng cái gì gì nữa đó, tìm hiểu về gia đình ta cuộc sống như thế nào nữa đó quý vị. Thấy hèn không? Hai nhóc nhỏ này làm là thấy hèn rồi, bắt đầu đưa ra con đường hèn 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 hèn, càng đi đi xa là càng thấy hèn. Anh ta ngồi phân tích, anh nói, đó cái đó là cái góc khuất đó, và con nên nhìn nhận cái đó là góc khuất. Nhưng mà ở đây anh nói chuyện gì? Thầy Giáo Đồng làm có chính quyền địa phương công nhận tới đó, chứ không thể nào mà làm càn được quý vị. Ví dụ như muốn cất lên một căn nhà, không lẽ không thông báo đến chính quyền địa phương, làm gì mà cất được, đúng không quý vị? Thì nói tóm lại anh ta chỉ ghim vào thầy Giáo Đồng và chỉ trích công việc làm của thầy Giáo Đồng. Bây giờ trong đầu anh ta chỉ muốn đánh hạ thầy Giáo Đồng thôi. Mà quý vị nghĩ rằng có thể anh ta đủ khả năng để đánh hạ thầy hay không? Hay là bây giờ anh ta chỉ nói gào 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 gào
Thì anh ta chờ có khán giả nào theo phe anh ta cái lên, cái anh ta mở nói chuyện thổi, cái bắt đầu anh ta đưa lên, anh ta đăng. Mà những người đó em nói em không có nói bao 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 gồm ai hết nha, nó cái những cái người đó mà trực tiếp nói với anh ta thì những người cũng cùng một ruột với anh ta thôi, cùng một suy nghĩ, cùng một cái tánh tình như vậy đó, mới đến để gặp anh ta để mà chia sẻ. Đúng không quý vị? Ở đây ở Việt Nam thì con dân Việt Nam thì rất là nhiều người nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà thực tế người dân Việt Nam thì nhìn vô thì thấy thầy giáo đồng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy thì rõ ràng là thầy giáo đồng làm được việc, đúng không quý vị? Bây giờ đó, bây giờ trong thời gian suốt một thời gian dài rồi, nếu không có anh ta làm sao mà có sự việc này xảy ra mà lùm xùm, đúng không quý vị? Phải chi á, em không không tức, phải chi cái lúc mà thầy giáo đồng bị Mạnh Thường Quân hay gì bắt sao kê hay là bị một cái gì đó mà mang tiếng trên trên cộng đồng á về vấn đề mà làm thiện của thầy á, thì anh ta nhảy vô anh ta làm vạch góc khuất thì em nói đó là công nhận là anh vô làm cái đường đúng. Còn cái này người ta đang im điềm, người ta chưa có bị dính vào dính dấp về về mấy cái vấn đề đó, người ta đang làm im điềm công việc của người ta, thì anh ta ở đâu nổi lên mở kênh ra đi vạch góc khuất thầy giáo đồng. Không có gì. Còn cái chuyện làm trục trặc ở đây, sao anh không tìm hiểu phía bên trục trặc? Hả anh Uber? Anh chỉ nói về những cái góc đúng của anh, rồi anh đưa những cái lời kích động vô đó, rồi anh nói người ta diễn này diễn nọ, người ta diễn có ý tưởng, bây giờ cho người ta diễn đi nhưng mà người ta diễn đạt, còn anh không gà anh xàm, anh xàm xí luôn, làm không gà trò thì kêu anh xàm xí. Làm đã đời đưa bây giờ hướng đi nữa rồi, hướng đi thấy thua, hướng đi cái này bị công an địa phương ghìm nữa. Bây giờ nó thiệt nó trắng ra quý vị, hai nhóc nhỏ nào giờ mà bước ra đường đi quay ở đâu là công an địa phương ghìm tới đó, bởi vì quá nổi rồi, đang nổi đi quay tìm góc khuất, bây giờ tự nhiên giờ tới trường học rồi công an địa phương đang ghìm nữa rồi. Cái gì? Nói thì hôm nay em cũng không có lời chia sẻ, chỉ nói lên cái anh này ảnh còn đang, anh Uber này nè, ảnh còn đang đang môi móc nói xàm xí mọi bữa, chưa có ngưng quý vị, còn đang nói thầy giáo đồng nữa, không chịu ngưng, làm không hiệu quả mà không chịu ngưng. Thay vì bây giờ ta ở nhà ta là soạn một cái chương trình nào cho nó rõ ràng, ta làm cho cái hiệu quả người ta đưa lên, cái này giờ làm không hiệu quả mà lên xàm xàm hoài, đúng không quý vị? Thôi video clip đến đây em xin tạm dừng video clip tại đây nha quý vị. Hẹn quý vị gặp lại những video clip sau của em. Xin chào.